chú sóc nhỏ đáng thương bị hút vào máy hút bụi. Cô gái nhỏ cẩn thận lấy chú ra khỏi chiếc máy, nhưng chú sóc sớm đã ngất đi. Cô bé vội vàng sơ cứu cho chú sóc, thấy không có tác dụng, cô bé lại dùng tay bịt mũi chú lại và bắt đầu hô hấp nhân tạo. Sau vài lần, cuối cùng chú sóc nhỏ mở mắt, cô bé vô cùng vui mừng. Chú sóc được cô bé cho vào trong hộp giấy mang về nhà. Trong vườn nhà cô bé, toàn là những siêu anh hùng với những năng lực siêu nhiên, thần điêu hiệp, võ sư samurai, Blazing Man. Hóa ra cha cô bé là một tác giả chuyên viết truyện tranh, và trong thế giới của cô con gái Flower thì tràn ngập những siêu anh hùng. Nhưng những tác phẩm của Jock không được nhiều người đón nhận cho lắm, và không ai chịu mua chuyện của anh. Gia đình Jock sắp không có tiền để trả khoản tiền trả góp của ngôi nhà. Tình cảm của hai vợ chồng cũng vì thế mà trở nên lạnh nhạt. Sau khi cô con gái Flower về đến nhà, liền kể cho chú sóc nhỏ về những câu chuyện mà cha cô viết. Chú sóc nhỏ càng đọc càng mê, chú đọc cho đến tối. Sau đó chú còn xé ra một tờ và ăn. Đêm đó, chú sóc nghịch ngợm chạy xuống dưới lầu. Chú ta chạy vào nhà bếp ăn vụng. Sau đó chú nhìn thấy chiếc máy đánh chữ của bà mẹ. Cuối cùng chú liền bước lên chiếc máy và bắt đầu đánh chữ. Flower. Ngày hôm sau, Flower bị tiếng gọi của mẹ làm cho thức giấc. Hóa ra trên tờ giấy trên máy đánh chữ của Phyllis xuất hiện một dòng chữ: tên tôi là Ulysses, sinh ra một lần nữa. Flower vô cùng thích thú. Cô bé chạy lên lầu và hỏi Ulysses có phải chú đánh dòng chữ đó không. Ulysses còn hiểu cả tiếng người. Ôi má ơi. Flower vội vàng lấy hết đám truyện tranh và kêu Ulysses nghiêm túc học cách làm sao để trở thành một siêu anh hùng. Một lúc sau dưới lầu có người. Hóa ra là cậu nhóc cháu của bà hàng xóm, William, đến đây để nghỉ hè. Chiếc mũi vô cùng thính của William đã phát hiện trong căn phòng này còn có người khác. Ulysses lúc này bỗng xông ra. Phyllis vô cùng tức giận. Lúc này vừa hay Jock cũng đến. Phyllis liền nói với Jock, kêu cô con gái cưng của anh mang con sóc chết tiệt kia đi. Hai cha con Flower đành phải đưa Ulysses đi tìm một nơi ở mới. Trên đường đi hai người dừng lại bên một tiệm bánh, chuẩn bị gọi chút đồ ăn. Ulysses liền nhắc Flower, hãy gọi nhiều một chút, 6 chiếc bánh vòng. Nhân viên tiệm phát hiện có nhiều bất thường, hỏi Flower liệu có phải là cô bé có đem theo một chú mèo không, và cô ta đòi xem. Khi nhân viên tiệm thấy một chú sóc thì hú hồn. Ulysses cũng lập tức bay lên, sau đó rơi xuống đầu nữ nhân viên kia. Ulysses bị một đầu bếp dùng chiếc mũ của anh ta chụp lấy. Khi chú chuẩn bị bị đập chết thì bỗng nhiên Ulysses lao ra khỏi chiếc mũ, còn xoay mấy vòng trên không trung. Ulysses phá tanh bành tiệm bánh, cuối cùng đến mái nhà cũng sập luôn xuống. Hai cha con vội vàng chuồn thẳng. Chú sóc nhỏ này còn biết đọc, cho chú một đống từ đơn, chú có thể ghép thành một câu hoàn chỉnh. Thứ mà không bao giờ được lấp đầy có lẽ là cái bụng của chú. Nói đi nói lại có vẻ vòng vo. Thực ra Ulysses chỉ muốn nói là chú đói. Nếu đưa cho chú một chiếc máy tính, chú còn có thể viết ra những câu phức tạp hơn nữa. Những ánh sáng màu xanh lấp lánh, bầu trời thật trong xanh. Nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng câu: tôi đói lắm. Ông bố Jock đề nghị, hay là giấu Ulysses trong vườn nhà mình. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Thế là ngôi nhà trên cây sau vườn đã trở thành ngôi nhà mới của Ulysses. William cũng mang cho chú mấy tập thơ, nhưng William vẫn không cho rằng chú sóc nhỏ này có siêu năng lực gì. Cậu nhóc bỗng nhiên giẫm gãy miếng sàn. Ulysses vội vàng tóm lấy William, nhưng khi thấy miếng bánh sắp rơi, cuối cùng Ulysses không hề do dự quyết định cứu miếng bánh. Có chú sóc nhỏ nghịch ngợm này, niềm đam mê về truyện tranh của Jock lại một lần nữa bùng cháy. Buổi tối khi đang sắp xếp đồ trong siêu thị, bỗng nhiên cảm hứng nổi lên. Anh chàng dùng những chiếc ghim màu làm nên một bức tranh hoạt hình. Chủ quản vô cùng tức giận, chuẩn bị phạt Jock. Nhưng hai ngày sau ông chủ biết tin đã tìm đến, bởi vì bức hình này giờ đây đã vô cùng hot trên mạng. Công việc làm ăn của tiệm cũng tốt hơn rất nhiều. Chủ quản lập tức gọi Jock, bây giờ cậu hãy làm một các hệt như này cho tôi. Lúc này Flower cũng đến và nói cho Jock, cảnh sát đang truy tìm Ulysses. Jock liền nói với chủ quản, tôi từ chức. Gã chủ quản quay lại nhìn ông chủ. Ông chủ nói với hắn, hắn cũng đã bị đuổi việc. Trong tiệm bánh, viên cảnh sát đang xem camera. Hắn tìm ra biển số xe của Jock và nhanh chóng tìm đến nhà anh. Lúc này Flower cũng nhanh chóng đem Ulysses đi trốn. Cô bé chạy đến cửa nhà bà cô hàng xóm. Bà cô hàng xóm nói mình có cách. Bên này hai người đàn ông không biết phải nói dối ra sao, đành nói với cảnh sát là họ đã nấu con sóc ăn rồi. Nhưng viên cảnh sát không tin. Lúc này bỗng chú mèo của bà cô hàng xóm xuất hiện. Nó hành cho viên cảnh sát một phen. Một người và một mèo giằng co nhau. Viên cảnh sát thương tích đầy mình, nhưng cuối cùng hắn cũng chế phục được con mèo. Jock đang định bỏ chạy thì phát hiện chìa khóa xe của anh ta bị bỏ lại bên trong xe. Mấy người đành phải nhờ Ulysses chui vào trong xe để mở cửa. Đợi khi Ulysses khó khăn lắm mới mở nổi cửa thì gã cảnh sát cũng đến. Hắn dùng súng bắn thuốc mê bắn trúng vào tay của Jock, nhưng Jock dường như không hề hấn gì. Kết quả là khi xe vừa khởi động thì một bên cửa đã bị hạ cánh. Cháu còn chưa đóng cửa. Viên cảnh sát đang đuổi theo, nhưng cánh tay của Jock lại mềm như bún, hoàn toàn không thể nào dùng lực. Anh kêu Flower giúp mình gạt cần số, nhưng Flower đâu biết cách. Hỏi cậu nhóc William phía sau, cậu nhóc nói mình là một người mù. Flower giúp Jock đặt tay lên vô lăng. Cuối cùng anh chàng dùng tay trái gạt cần số và tay phải thì kẹt trên chiếc vô lăng. Chiếc xe chạy đến con đường đối diện. Lúc này chân Jock cũng tê bì, nhìn chiếc xe tải phía trước đang lao đến. May mà Ulysses đã kịp đánh lái, mấy người mới thoát nạn.
Sau khi quay lại nhà Phyllis, hôm nay cô nấu một bữa ăn rất thịnh soạn. Hai cha con bỗng cảm thấy có dự cảm không tốt, tình cảm hai vợ chồng lâu nay không được tốt. Lẽ nào bữa cơm hôm nay lại là một bữa tiệc hồng môn? Thực ra thì ngày mai Phyllis có một cuộc phỏng vấn quan trọng, cô ấy muốn cả gia đình hợp tác. Thế là ngày hôm sau, hai vợ chồng liền tỏ ra vô cùng ân ái và cùng tiếp đón phóng viên. Kết quả là người phóng viên đọc được dòng thơ trên máy: tấm chăn, thức ăn và Flora đang thở. Tôi không còn đói nữa, tôi đã làm hỏng chiếc bàn. Phóng viên thất vọng bỏ đi. Phyllis cũng vô cùng buồn bã. Lúc này Ulysses đang thì lén lút gấp một tờ giấy, liền bị Phyllis nhốt vào trong chiếc hòm. Sau khi tỉnh lại, Flora phát hiện Ulysses đã mất tích. Trên chiếc máy có một hàng chữ nói rằng Ulysses muốn trở về rừng. Vừa nhìn cô bé liền nhận ra đây là trò của mẹ mình. Quả nhiên là Ulysses bị đưa đến một khu rừng ở ngoại ô. Phyllis đang định bỏ lại chú, nhưng Ulysses lại lấy ra một viên kẹo an ủi Phyllis, rồi đưa cho cô tờ giấy mà mình viết. Khi Job trở về nhà, phát hiện vợ mình và Ulysses đang chơi với nhau rất vui vẻ. Hóa ra tất cả những gì mà Ulysses nhìn thấy đã được chú viết thành một bài thơ khiến Phyllis vô cùng cảm động. Khi cả gia đình đang vui vẻ đoàn tụ, thì viên cảnh sát lại xuất hiện và bắn trúng Ulysses. Mấy viên cảnh sát khác cũng vây lấy. Ulysses bị tóm vào chiếc lồng. Bọn họ muốn xử tử Ulysses. Lúc này Job nhớ lại tình tiết trong chuyện Blazing Man. Đoàn người quyết định làm theo như trong chuyện để giải cứu Ulysses. Một lúc sau, bà cô hàng xóm lái xe đến trung tâm kiểm soát động vật. Cả nhà đều trốn đằng sau cốp xe. Bốn người lặng lẽ lẻn vào trong, vừa định nói dối liền bị viên cảnh sát phát hiện. Trong lúc hỗn loạn, bỗng cậu nhóc William lúc này đã có thể nhìn được rồi. Cậu ta còn chạy nhanh nhất trong hội. Cậu kêu Job thả hết đám chó mèo ra. Mấy người nhân cơ hội bỏ trốn, nhưng cuối cùng cũng bị viên cảnh sát dồn vào chân tường. Flora liền ném ra một nắm kẹo. Tất cả đám sóc liền lao lên người viên cảnh sát. Sau đó đoàn người chia nhau ra chạy. Viên cảnh sát đang định đuổi theo thì con mèo của bà cô hàng xóm xuất hiện. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Con mèo lại hành cho viên cảnh sát một trận nữa. Nhưng Job trúng tên thuốc mê nên chạy không nhanh. Viên cảnh sát đuổi theo đuổi thêm cho hai nhát nữa. Job lảo đảo sắp thì rơi xuống. Lúc này Ulysses đã nhanh chóng ra tay. Chú bay lên không trung và cứu được Job. Cả nhà cuối cùng cũng chạy thoát. Một thời gian sau, cuốn truyện tranh hiệp sĩ sóc được xuất bản và được mọi người nồng nhiệt đón nhận. Bộ phim ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu bạn thích bộ phim mới nhất năm 2021 của Disney này, hãy nhớ bấm like nhé.